Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phương kính mời quý vị theo dõi tiếp cuộc phỏng vấn đặc biệt cựu đại sứ Bùi Diễm. Nhiều người hỏi tại sao mà ông Müller kể ra nhiều tỷ dụ như vậy mà lại không đi đến kết luận mà bảo rằng thì là nói rõ rằng thì là ông Trump đã cản trở luật pháp. Thì cái phía của ông Müller nói rằng từ trước đến nay thì cái bộ tư pháp vẫn có quan niệm rằng không thể nào mà đụng chạm tới một người đương nhiệm đang làm tổng thống mà chỉ có nói đến cái vấn đề là có thể có những cái tình trạng mà nghĩa là để mà có thể người ra về sau đi tới cái kết luận nào đó chứ còn ông mueller không đưa đến cái kết luận nào đó rõ rệt có và và cũng bởi vì ông ấy lơ không đi đến cái cái cái, cái gọi là cái kết luận rõ rệt nào cho rằng thì là ông ấy không có quyền đưa đến cái kết luận đó cho nên cái vấn đề mà gọi là ông tâm có cản trở luật pháp không vẫn còn là một vấn đề mà không ai có những cái gọi là những cái kết luận rõ rệt người ta nói rằng bởi vì ông Mueller không thể nào đề cập tới cái vấn đề mà kết luận ông Trump đã cản trở luật pháp. Nhưng mà ông ấy nêu ra tất cả những cái trường hợp đó gần như là ông ấy để ngụ ý là đây là để đến cái vấn đề lập pháp sẽ mà có dịp để mà nghiên cứu kỹ lưỡng hơn và có quyền lúc đó để mà có thể nói rằng đi đến kết luận ông trump có cản trở cuộc mà gọi là um, pháp lý luật pháp hay không thành thử ra tóm tắt lại thì nghĩa là một mặt thì ông trump được cái kết luận là không có đồng lõa với người Nga để mà được ứng cử. Nhưng mà trái lại về cái phần mà gọi là cản trở luật pháp thì có rất nhiều những cái trường hợp mà điển hình người ta đưa ra và người ta nói rằng nếu mà ông Trump không phải là Tổng thống thì có lẽ đã bị lên án một cách có thể nói nặng nề là vì cái chuyện mà cản trở luật pháp nhưng mà cũng vì vậy mà chúng ta thấy rằng thì là cái tình trạng chung về nội bộ của hoa kỳ trong hai năm vừa qua là một cái tình trạng hết sức rối ren một bên thì đảng dân chủ một bên thì đảng cộng hòa dưới cái sự lãnh đạo của ông trump hai bên xung đột một cách có thể nói rằng thì là liên hồi ngày tháng này sang ngày tháng khác hết tiểu bang này đến tiểu bang khác thành ra rằng thì là người ta trông thấy nhiều người cho rằng không bao giờ trong xã hội Hoa Kỳ lại có cái sự chia rẽ một cách quá rõ rệt như vậy làm tê liệt tất cả mọi việc hành pháp cũng không có đi xa được mà luật pháp cũng không có thể nào mà tiến được trong những cái việc điều tra người ta thấy rằng tỷ dụ như ủy ban tư pháp của hạ viện chẳng hạn tại đó dân chủ có, có đa số yêu cầu ông bộ trưởng tư pháp đi ra điều chỉnh thì ông bộ trưởng tư pháp từ chối không đi ra điều chỉnh mà rồi cũng không ai làm gì được thì nghĩa là cái tủy ban tư pháp cũng dọa rằng thì là sẽ có những cái biện pháp mạnh hơn nhưng mà cho đến bây giờ thì cũng chưa thấy có có thể làm được vấn đề gì ngoài ra có những cái trường hợp mà ông mueller công tố viên đặc biệt nêu lên cho rằng thì là có thể ông trump đã phạm vào cái lỗi là cản trở luật pháp Ví dụ như trường hợp của ông cố vấn về luật pháp của tòa bạch ốc là ông luật sư gàn chẳng hạn thì cái bản gọi là điều tra của ông mueller nói rõ rằng thì là ông trump đã ra lệnh cho ông luật sư này để mà ông luật sư này phải can thiệp với lại bộ tư pháp và can thiệp với bộ tư pháp là để có thể nói bãi bỏ cái vai trò của ông mueller đi thì cái đó là một cái trường hợp mà có thể nói rằng thì là rõ ràng cản trở luật pháp, nhưng mà ông tổng thống có quyền ngăn cản không cho ông luật sư Gan ra điều trần tại quốc hội. thì không những vấn đề này đến những vấn đề khác hết tiểu ban này đến tiểu ban khác của hạ viện do những người dân chủ cầm đầu, họ đưa ra những cái vấn đề làm sao mà kiểm soát cái gọi là cái việc mà họ là hành động của hành pháp tất cả những cái cuộc điều tra hay là cái việc dự trù những cái cuộc điều tra đó đều bị nghĩa là hành pháp từ chối hết, thành rút cuộc lại đứng về phương diện mà gọi là tình hình chung của Hoa Kỳ đứng về phương diện nội bộ thì trong hai năm qua cái sự chia rẽ giữa dân chủ và Hoa Kỳ nó đã lên tới một cái mức độ quá cao và không những vậy không kể đến những chuyện những sự mà đối lập giữa dân chủ và cộng hòa nhưng mà ngay nói cả đến phần những người dân Hoa Kỳ nữa cũng có cái sự chia rẽ có người thì ủng hộ hết mình ông tổng thống Trump và cũng có những cái người chỉ nghĩa là cũng hết mình không kém để mà chỉ trích ông trump về cái cách xử sự, sự của ông đối với đảng dân chủ hay là nói chung đối với cái tình hình nội bộ của hoa kỳ đấy là đứng về phương diện mà gọi là nội bộ thì như vậy chúng ta đã thấy một tình trạng hết sức mà nhức nhói và không nó không người ta không thể nói là biết rằng thì cái tình trạng nó sẽ đưa đến đâu bởi vì mỗi lần có những cái cuộc xung đột giữa hành pháp và lập pháp thì những vấn đề xung đột đó lại phải đưa ra trước một cái tòa án nào đó thì cái vấn đề đó còn kéo dài khá lâu không những là những tháng sắp tới mà kể cả những năm sắp tới chưa ai nói có thể rõ rằng thì là những tòa án sẽ quyết định ra sao mà quyết định đó nếu mà cần thì sẽ đưa phải đưa đến gọi là tòa án tối cao của Hoa Kỳ thành thủ ra người ta không biết rằng tình trạng nó sẽ ra làm sao mà bây giờ người ta chỉ còn có cách là người ta chờ đợi có một cái cuộc bầu cử để mà có thể nói rằng quyết định rõ rệt là nghĩa là đảng dân chủ hay là đảng cộng hòa hay là cái phần đông dân chúng nghiêng về phía nào thì để có một cái tình trạng có thể nói rõ rệt hơn thì mới có thể nói rằng để hành pháp tiếp tục giải quyết những vấn đề của đất nước và để cho lập pháp có đủ những cái phương tiện theo dõi những việc làm của hành pháp và đồng thời nếu mà cần sẽ xem xem những cái, cái 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 những hành động đó của hành pháp có hợp pháp hay không. Thành thử tóm tắt một tình trạng hết sức rối ren về phương diện nội bộ mà không ai nhìn thấy có một con đường nào để mà đi ra để mà chấm dứt được cái tình trạng chia rẽ. Giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa Và tình trạng không những Giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ Mà ngay trong cả dư luận của Trong dân ừ. chúng Của Hoa Kỳ yeah. Đối với những vấn đề nội bộ yeah, Thì cười. đấy là cái tình trạng nội bộ Còn về vấn đề gọi là Đối ngoại thì lại là một chuyện khác yeah, Xin được cảm ơn Đại sứ Bùi Diễm à, Kính thưa quý vị à, Chương trình của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng Và chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2 à, Với lại cựu Đại sứ Bùi Diễm Kính thưa quý vị, bản tin hoạt Thành đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Bích Phượng kính mời quý vị đón xem phần 2 cuộc phỏng vấn cựu đại sứ Bùi Diễm vào tối mai vào lúc 8 giờ tối, Hoa Thành Đốn. Mọi liên lạc hãy đóng góp ý kiến với ban biên tập SPTNDC. Xin email về Washington DC at sptn.tv. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.